Chương 887 Khủng bố khảo thí. Mấy người xa cách từ lâu gặp lại, tự nhiên nói chuyện phiếm vài câu. Diệp thần đại ca, mấy ngày này là... Một bên Năng Vũ cùng Cố Phi hỏi chuyện, nhìn Diệp thần do hỏi, ngữ khí bọn hắn lộ ra khách khí mà cẩn thận từng ly từng tí. Bọn họ đều là tộc nhân của ta tại Đông Đại Lục, bọn mới tới Thiên Nguyên Đại Lục. Nội tâm Diệp thần thoải mái nói, vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục, nội tâm Lăng Vũ khẽ động, xem ra Diệp thần muốn đem tộc nhân quán ở Đông Đại Lục nhận lấy. Ven đường có gặp sự tình gì không? Diệp thần nhìn Lân Nam cùng Tiểu Việt. Lân Nam cùng Tiểu Việt nhìn qua Lăng Vũ bộ dáng vài phần chần chờ. Không sao, đều là người nhà. Diệp thần khoát tay để cho Lâm Nam cùng Tiểu Việt nói thẳng. Nghe Diệp thần nói, nội tâm Lăng Vũ vui vẻ. Diệp thần đã đem hắn trở thành người một nhà, lòng hắn lập tức nhiều vài phần hưng phấn. Lâm Lam nhẹ gật đầu nói, chúng ta tới Đông Đại Lục không có mấy giờ, thủ hạ Nhất Ngôn gọi Dư Huyễn cũng theo tới. Hắn muốn động thủ mấy người Diệp Bá Phụ, bị ta cùng Tiểu Việt kích thường cưỡng chế đuổi đi. Tuy tu vị của chúng ta không cao nhắn, bất quá hai người chúng ta là triệu hồi ra tử ma chiến giáp, đem hắn đánh thành trọng thương. May mắn nghiêm hại tiền bối che chở, bọn người Diệp Bá Phụ không có gặp chuyện không may, bằng không hậu quả khó liệu. Nghe được Lâm Lam cùng Tiểu Việt nói, Diệp Tần cho mày lại, Nhất Ngôn cùng tới thanh cuối cùng vẫn là đối với tộc nhân của mình động thủ. May mà tử mẫu tình bản nhắc nhở, để cho Diệp thần sớm cảnh giác, trước phải Lâm Nam cùng Tiểu Việt đi, nếu không Nhất Ngôn cùng tới thanh. Làng Vũ nghe xong sắc mặt lập tức chìm xuống chửi bới, hai cái đồ phế vật không biết sống chết này, rõ ràng dám đem chú ý đánh tới cho người Diệp thần đại ca. Thật là ăn hết tim gấu gan báo rồi, ta nhất định là hùng hăng giáo huấn bọn hắn một chút. Diệp thần tự nhiên biết rõ Lăng Vũ lời này nói cho mình nghe, hắn nhàn nhạt nói, chuyện này Lăng Vũ huynh đệ liền không cần xuất thủ, tuy hiện tại ta bất tiện ra tay, nhưng mà đối phó với Nhất Ngôn cùng Tử Thành không có vấn đề. Không được, chút việc nhỏ ấy nào dùng Diệp thần đại ca tự mình động thủ, giao cho tiểu đệ ta xử lý là được. Diệp thần đại ca yên tâm, nếu bọn người Diệp bá phụ thiếu đi một cái sợi lông tơ, tức đó Diệp thần đại ca theo ta mà hỏi. Nhưng thế có phải phiền toái Lăng Vũ huynh đệ? Diệp thần ra vẻ chần chừ nói, Diệp thần đại ca nói gì vậy, huynh đệ nhà mình khách khí làm gì, ta sớm là xem Nhất Ngôn cùng Tư Thanh khó chịu. Lăng Vũ nơi nào nói cho Diệp thần Nhất Ngôn cùng Tư Thanh mấy ngày hôm trước mời hắn uống rượu, Nhất Ngôn cùng Tư Thanh đối hắn thường đối lịnh bợ. Lăng Vũ tầm nghĩ, lấy Nhất Ngôn Tư Thanh xin lỗi rồi là lại coi như các người không may, ai bảo các người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần các đắc tội Diệp thần, anh như vậy ta là không ra tay rồi. Lâm Lam cùng Tiếng Việt đều là buồn bực. Bọn hắn đối với thân phận Lăng Vũ có điều hiểu rõ, về cái gì Lăng Vũ đối với Diệp thần nói gì nghe lấy, thật sự là nghĩ với đầu cũng không thông. Lăng Vũ bên cạnh Thiên Hải Thần Di nói vài câu, Thiên Hải Thần Di nhẹ gật đầu về một tiếng bay vút đi. Diệp thần đại ca, mấy vị huynh đệ này vừa tới Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn khảo nghiệm qua tinh hồn dung hợp độ chưa? Ánh mắt Lăng Vũ rơi trên thân bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyển không hỏi. Còn không có, Diệp thần nói ra. Hắn nhìn mấy người Diệp Mông, Diệp Tuyển, không biết mấy người Diệp Mông Diệp Tuyền tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu. Ở trước khi không có khảo thí, Diệp thần cũng không có cách nào phán đoán suy luận. Ta đi về phía Tề Diễn Thanh Chủ mượn tinh hồn kết tinh một phát, chút mặt mũi này hắn vẫn đã bán cho ta. Lăng Vũ cười cười, mấy người Diệp Mông Diệp Tuyền đều là đồng tộc Diệp thần, hắn nói tinh hồn dung hợp độ của bọn Diệp Mông Diệp Tuyền là phi thường tò mò. Vậy thì phiền ngươi. Diệp thần nhẹ gật đầu. Lăng Vũ vui vẻ đi mượn tinh hồn kết tinh. Diệp thần ca, tinh hồn dung hợp độ là gì? Bọn người Diệp Mông có chút tò mò nhau nhau do hỏi. Tinh hồn dung hợp độ biệt đại biểu cho thiên phú một người tại Thiên Nguyên Đại Lục. Tinh hồn dung hợp độ càng cao, các người không cần có mức để ý cái loại này. Dung hợp, tinh hồn dung hợp độ thấp, thiên phú cũng chưa hẳn thấp. Diệp thần giải thích, mặc dù bọn người Diệp Mông khảo thí đi ra là tinh hồn dung hợp độ rất thấp, Diệp thần cũng là không hy vọng bọn hắn cam chịu. Nội tâm Diệp thần cũng không ôm quá hy vọng lớn, dù sao bọn người Diệp Mông tu vị ngay cả thần hải cũng không đạt tới. Bọn người Diệp Mông Diệp Tuyền đối với Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy là phi thường tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia, Diệp thần kiên nhẫn giải thích từng cái, nhất là quy tắc không thể trái. Tuy Thiên Nguyên Đại Lục giai cấp cố hóa, mặc dù là quý tộc không thể giết người, tương đối mà nói so với Đông Đại Lục địa phương kia an toàn hơn nhiều. Chớp mắt thời gian, bọn Diệp Mông Diệp Tuyền cùng Cố Phi Cố Lan quen thuộc, trò chuyện cũng là trời Nam miền Bắc, ví như là chuyện lý thú của từng cái tiểu thiên nguyên giới,
Còn là một chút điều thì nguyên rối thần bí thế này không người đặt chân. Đáng tiếc chúng ta không có biện pháp tu luyện tới thần hải cảnh. Diệp Mông có chút thất lạc, thần sắc mấy người khác cũng có chút ảm đạm. Các người không cần lo lắng, muốn tu luyện tới thần hải rất dễ, chỉ cần tinh hồn dung hợp độ các người đầy đủ, đạt tới 3, sau đó phối hợp đan dược, muốn tu luyện tới thần hải nhất trọng vẫn là đơn giản. Có phi an ủi bọn Diệp Mông, Diệp Tuyên. Bọn Diệp Mông nhìn Diệp Thần, Diệp Thần khẽ gật đầu, hắn nhìn qua túi càn khôn, trong túi càn khôn quán có một chút nhất phẩm bản nguyên thần đan. Nếu như có thể mà nói, Diệp Thần muốn đem cho bọn Diệp Mông, Diệp Tuyên bồi dưỡng, để cho bọn hắn có thể tự lực cánh sinh, hoặc an bài bọn hắn làm chút sự tình, có thể thay mình chia sẻ áp lực. Lát sau Lăng Vũ trở lại, tay phải mở một cái hạt châu giống như là nắm đấm sắc bênh bông, đúng là tinh hồn kết tinh mà thể diễm kia. Người có thể cùng tinh hồn kết tinh trao đổi. Diệp Thần nhìn qua phía Lăng Vũ hỏi. Chương 888, khủng bố khảo thí phần 2. Đương nhiên, Lăng gia đệ tử chúng ta là học ngôn ngữ tinh hồn. Từ nhỏ học tập ngôn ngữ tinh hồn, học tập cùng tinh hồn phù hợp, có thể cải thiện thể chất để cho tinh hồn dung hợp độ bản thân rất cao. Đương nhiên thiên phú bản thân là trọng yếu nhất. Lăng Vũ mỉm cười, tay phải hắn trống rỗng xuất hiện tinh hồn kết tinh. Các người là ai trước? Ánh mắt Diệp Thần đảo qua mọi người, không biết bọn Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu. Diệp Thần cũng có chút để ý. Ta trước à? Diệp Mông nổi lên dũng khí tiến lên một bước. Giờ phút này hắn là tương đối khẩn trương, không biết tinh hồn độ dung hợp có thể đạt tới trình độ nào. Đây chính là thời khắc vận mệnh cả đời hắn. Nếu đạt tới 3 hắn liền thỏa mãn. Chỉ cần đạt tới 3, hắn có thể tu luyện thành thần hải cảnh, trở thành phụ tá đắc lực cho Diệp Thần ca. Diệp Thần chính là anh hùng lớn nhất nội tâm hắn. Mỗi khi thời điểm gia nhập nguy nan, Diệp Thần luôn là thần minh đứng trước mặt bọn hắn, thay bọn hắn che gió che mưa. Mỗi lần nhìn bóng lưng Diệp Thần, hắn là đều khát vọng một ngày có thể cùng Diệp Thần sóng vai đứng chung một chỗ, có thể như Diệp Thần đồng dạng thủ hộ tộc nhân. Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mục, Diệp Bình còn có Kỷ Lôi là thoáng chút khẩn trương nhìn Diệp Mông. Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Tại đây là Thiên Nguyên Đại Lục, tại đây hết thảy cùng Đông Đại Lục không còn đồng dạng. Tinh hồn dung hợp độ trực tiếp quyết định tương lai bọn hắn. Không biết kế cuối cùng kết quả thế nào, nhưng mà kết quả như vậy bọn hắn là phải thừa nhận. Cái kẻ tốt ta bắt đầu. Lăng Vũ nhìn qua Diệp Thần, tay phải khẽ động, miếng tinh hồn kết tinh liền là bay tới bên người Diệp Mông. Tinh hồn kết tinh bên người Diệp Mông nổi lơ lửng. Diệp Mông lờ mờ cảm giác được tựa hồ một thanh âm bên tai kêu gọi. Trong thanh âm kia khẩn trương cùng bất an bên nội tâm của hắn dần trừ khử, cả người buông lỏng. Tinh hồn kết tinh ông run rẩy phát ra hào quang chói mắt. Chứng kiến một màn trước mặt, nội tâm Diệp Thần có loại kích động kìm nén không được. Xem ra tinh hồn kết tinh dạng này, tinh hồn dung hợp độ của Diệp Mông không thấp, ít nhất không thể kém Không Nguyên Sơn. Bọn Cố Phi, Cố Lan lộ vẻ giật mình. Lăng Vũ cũng ngạc nhiên há miệng, sau nửa ngày mới bình phục tinh thần, vội vàng quay đầu lại hướng Diệp Thần chắp tay hưng phấn nói: chúc mừng Diệp Thần đại ca. Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Diệp Thần hỏi. Tìm hắn nhanh hơn vài phần. Nếu Diệp Mông tinh hồn vượt qua 20, vậy tương đối trợ giúp hắn là phi thường lớn. Diệp Mông huynh đệ, tinh hồn dung hợp độ 52, tương lai rất có thể là một vị chiến hoàng cấp tồn tại. Lăng Vũ có chút khó tin. Phải biết rằng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng không quá hơn 130 vị chiến hoàng. Đương nhiên thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt 50 trở lên sẽ là tấn giai chiến hoàng, hơi nhiều một ít, nhưng mà cũng không quá đáng là 1.000 người mà thôi. Tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên xác suất tiến giai chiến hoàng tương đối lớn. Đương nhiên người khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên còn là phải đi qua mấy năm phụ tu luyện, cùng với vô cùng linh dược phụ trợ mới có thể đạt tới chiến hoàng cấp. Thường cách một đoạn thời gian đều có một ít chiến hoàng chết trận, cũng có một ít tấn giai chiến hoàng bổ sung, cho nên toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục duy trì ở lượng số cố định. Mặc dù tu vị thế nào, tinh hồn đột dung hợp 50 trở lên đều là thiên tài, đều là đối tượng tất cả đại chiến bộ tranh đoạt. Lăng Vũ nghĩ không tới một cái tộc nhân Diệp Thần lại có tinh hồn đột dung hợp độ là 52. 52, Diệp Mông kiếp sợ há to miệng. Hắn thậm chí hoài nghi có phải là tinh hồn kết tinh phạm sai lầm. Tinh hồn dung hợp độ của mình đã rõ ràng đạt tới 52. Vừa rồi thời điểm nói chuyện phiếm, hắn biết rõ toàn bộ Thiên Nguyên tinh hồn dung hợp độ đạt 50 trở lên cũng không quá đáng là ngàn người mà thôi. Thật tốt quá. Bọn Diệp Tuyên, Diệp Băng có chút kích động, mà Diệp Mông lại là cao hứng. Diệp gia nhiều mấy vị siêu cấp cường giả mới có thể che chở Diệp gia, để Diệp gia sừng sững ở Thiên Nguyên Đại Lục. Lăng Vũ cũng rung động nhìn qua Diệp Thần.
Không nói tới Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ của mình là bao nhiêu, chỉ là Diệp Mong cũng đủ để Diệp Gia vinh quang vô cùng. Lăng Gia sau lưng Lăng Vũ là hào phú của Tử Hoa Thần Triều, nhưng mà đời đời cũng chỉ là có một chiến hoàng, đó là thúc phụ quán. Những thứ khác cũng chỉ là đạo huyền cấp bậc. Năm đó thúc phụ hắn Lăng Viễn khảo thí tinh hồn dung hợp độ 55, làm cả Tử Hoa Thần Triều chấn động, địa vị Lăng Gia cũng là nước lên thuyền lên. Hắn sở dĩ không có bị khu trục Lăng Gia là bởi vì thúc phụ Lăng Viễn che chở. Bất quá Lăng Viễn dù đối hắn yêu mến có thừa, nhưng dù sao vài người khác cũng là cháu trai Lăng Viễn, Lăng Viễn không thể là quá mức thiên vị. Hơn nữa Lăng Viễn bình thường rất ít nhúng tay sự tình trong tộc. Một thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở nên đổ lỗi một gia tộc trong đêm, địa vị cải biến, đưa thân vào hàng ngũ hào quý. Bởi vì làm cái quốc quân thần triều nhất định phải có 5 vị chiến hoàng ủng hộ, thế mới có thể có vị trí quốc quân ngồi vững vàng. Một khi mỗi gia tộc có khả năng sinh ra một cái vị chiến hoàng, coi như là thần triều quốc quân cũng là đối với gia tộc đó là lau mắt mà nhìn. Thời điểm Diệp Mong khảo thí còn không ra kết quả, Tam Diệp Thần một mực huyền tại đó. Kết quả khảo nghiệm xong, Diệp Thần ngược lại bình tĩnh, lộ ra gợn sóng không rãi. Lăng Vũ nhìn qua Diệp Thần, gặp Diệp Thần bảo trì bình thản như vậy cũng là thầm bội phục. Ta lại kiểm tra một chút xem người khác thế nào, Lăng Vũ nói, tay phải vung tinh hồn kết tinh hướng Diệp Tuyền bay. Lơ lửng trước Diệp Tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn Diệp Tuyền khẩn trương nhìn chăm chú tinh hồn kết tinh, không biết tinh hồn độ dung hợp của mình là bao nhiêu, có rất kém cỏ hay không. Thời điểm nồng nàng lo nghĩ, tinh hồn kết tinh lại một lần nữa tách ra hào quang chói mắt, soi khảo thí Diệp Mong còn muốn sáng vài phân. Tất cả mọi người choáng váng ngơ ngác nhìn, tại sao cũng vậy, rõ ràng là một cái tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Trời ạ, tinh hồn dung hợp độ 56, Lăng Vũ há to miệng, vạn phần không thể tưởng tượng, điều này sao có thể, quá trái lẽ thường rồi. Chương 889, trò chút được sống à, phần 1. Tăng thêm Diệp Thần đã là ba cái siêu cấp thiên tài, coi như Thiên Nguyên đại lục có chút tộc đàn đỉnh phong, bên trong hậu bối cũng không có nhiều khả năng liên tục xuất hiện thiên tài. Đã liên tục hai cái tinh hồn dung hợp độ 50, cái này là huyết thống gì à? Lăng Vũ rung động không thôi nhìn qua Diệp Thần. Huyết thống gia tộc Diệp Thần quả thực so với tộc đàn đỉnh phong trong nhân loại là cường đại hơn. Bọn Cố Phi Cố Lan là choáng mắt. Tộc nhân Diệp Thần nguyên một đám tinh hồn dung hợp độ quả thực là cao tới mức không hợp thói thường, để bọn hắn không khỏi cảm thấy tự ti mặc cảm. Tinh hồn dung hợp độ 50 đây chính là siêu cấp thiên tài có thể trở thành chiến hoàng. Chiến hoàng đó là khái niệm gì? Tùy tiện một cái chiến hoàng đều là bá chủ một phương của Thiên Nguyên đại lục. Nam chiến hoàng có thể cải biến toàn bộ cách cục thần triều. Bọn hắn phảng phất cảm giác một cái siêu cấp thiên tài đang lặng yên quật khởi. Tuy nhiên quá trình này khả năng là phải lấy kinh nghiệm qua mấy trăm năm. Đối với đám võ giả tại Thiên Nguyên đại lục mà nói, mấy trăm năm thời gian không phải dài như vậy. Chúc mừng Diệp Thần đại ca, giọng Lăng Vũ tràn đầy lịnh nọt cùng lịnh bợ. Nói dỡn sao, một gia tộc nhiều thiên tài như vậy, trăm năm sau một khi xuất hiện chiến hoàng, vậy coi như là Lăng Gia loại hào phú này cũng là chỉ có thể cúi đầu thuần phục. Khuôn mặt nhỏ nhắn Diệp Tuyền hưng vẫn không thôi, nàng cuối cùng không có trở thành liên lụy Diệp Gia, bọn người Diệp Mông Diệp Mục thực là vì nàng mà thấy hứng. Lại tiếp tục khảo thí người khác, Diệp Tuyền nhìn Lăng Vũ nói, tốt. Lòng bàn tay Lăng Vũ ngắt một bạc mồ hôi, tay phải khẽ động, tinh hồn kết tinh hướng Diệp Bằng bay. Một lát sau, tinh hồn kết tinh lần nữa phóng xuất hào quang trước mắt, gần so với Diệp Mông cùng Diệp Tuyền thoáng cái ảm đạm một điểm. Tinh hồn dung hợp độ 51, Lăng Vũ cảm thấy trái tim đã sắp không chịu nổi áp lực. Lại một cái tên biến thái, tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên, sao thực Diệp Thần này quả thực là quá biến thái. Ngay sau đó là Diệp Mục, tinh hồn dung hợp độ 50, tìm Lăng Vũ thình thịch oành. Kinh hoàng vài cái, 4 cái rồi trời ơi, 4 người rồi, khảo nghiệm 4 cái là 50 trở lên. Lão thiên trời của ta ơi, cái gia tộc biến thái này, mật độ thiên tài không khỏi quá cao, thật là đáng sợ. Tiếp tục khảo thí à? Chứng kiến Lăng Vũ ngừng, Diệp Thần khoát tay nói, hắn cũng thay Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mộc cao hứng. Bất quá sau khi trải qua lúc trước khẩn trương cùng ân cần, Tam Diệp Thần đã bình tĩnh lộ ra tiểu sái lạnh nhạt. Lăng Vũ há to miệng muốn nói gì đó, nhưng chứng kiến Diệp Thần bình tĩnh như thế, nhất thời không biết nên nói gì. Lòng hắn đã có quyết chủ ý, sau lại mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhất là cố định đứng bên Diệp Thần. Một khi Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Bằng, Diệp Mộc tu luyện tới chiến hoàng cấp, hơn nữa Diệp Thần cùng xuất ra, khả năng chính là 6 chiến hoàng. 6 cái chiến hoàng, tức đó chỉ cần một câu của Diệp Thần, Lăng Gia lập tức đổi chủ, thậm chí dao động đến địa vị quốc quân Tử Hoa Thần Triều. Còn thừa lại 2 cái, ánh mắt Lăng Vũ rơi trên người 2 người còn lại, yên lặng luốt một ngụm nước miếng. Đừng nói cho ta 2 cái kết thúc cũng thế. Lăng Vũ vừa động,
tinh hồn kết tinh hướng Diệp Bình bay. Chỉ chốc lát, tinh hồn kết tinh phát sáng bất quá so sánh với vừa rồi khảo nghiệm Diệp Bằng, Diệp Mục ảm đạm hơn. Tinh hồn dùng hợp độ 45, Lăng Vũ nhìn một chút nói, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn không rõ mình hiện tại là loại gì tâm tinh, quả tim thẳng run. Hắn tần ý thừa nhận chủng kích tương đối lớn. Tộc trưởng thật sự nói, ta cản trở cho gia tộc. Diệp Bình biết kết quả khảo nghiệm, hốc mắt đỏ khổ sở nói. Nghe lời Diệp Bình, lòng Lăng Vũ quả thực có mấy ngàn vạn chỉ thiên gào thét. Hắn trong lòng hô to, ra ra ơi, tinh hồn dung hợp độ là 45 là cản trở, vậy chúng ta loại tinh hồn dung hợp độ hơn 30 này không phải là đi chết rồi hả? Tinh hồn dung hợp độ 45, cho dù là rất khó tu luyện tới chiến hoàng cấp, nhưng cố gắng tu luyện một chút, tu luyện tới đạo huyền thập trọng không có vấn đề. Nếu có tình nguyên thần đàn đột phá 50 vẫn là có thể. Đạo huyền thập trọng ở trong một cái thần triều cũng coi là oai phong một cõi. Diệp gia rốt cuộc thế nào, muốn chiếm lĩnh cả thiên nguyên đại lục sao? Đám người Cố Phi Cố Lan hai mặt nhìn nhau. Lăng Vũ loại tinh hồn dung hợp độ 30 này cũng là tâm tình như vậy. Bọn họ loại tinh hồn dung hợp độ chỉ có 5, thậm chí ngay cả 5 cũng chưa tới, muốn sống thế nào? Có chút đường sống được không? Ánh mắt Lăng Vũ rơi trên người Kỷ Lôi, còn cái cuối cùng. Kỷ Lôi nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần đối mình gật đầu, lúc này tìm hắn mới bình phục xuống. Hắn là người duy nhất trong những người này không phải họ Diệp. Ban đầu thời điểm đám Diệp Chiến Thiên đem danh sách còn dư choán, hắn muốn từ chối, dù sao danh sách không nhiều, lưu lại cũng nguy hiểm tính mạng. Điều này làm cho lòng hắn cảm thấy có chút thua thiệt. Sau lại trải qua Diệp Chiến Thiên, Thông Thiên Sư Vương khuyên nhủ, hắn mới là đáp ứng. Bởi vì sứ mạng quán, cho nên sư tộc giữ lại một tiểu huyết mạch. Tinh hồn kết tinh trôi lơ lửng trên người Kỳ Lôi, chốc lát sau một lần nữa tách ra quang mang cho mắt. Tinh hồn xuống hợp độ 53. Lăng Vũ trừng trong mắt, tâm tình trải qua vừa rồi bốn bể sóng dậy, Kỳ Lôi tinh hồn xuống hợp độ là 53 cũng không để cho hắn quá khiếp sợ, nhưng lòng vẫn là một khỏi áo án thầm một câu, một đám biến thái. Sáu người làm tiền khảo nghiệm ra ngoài, tinh hồn xung hợp độ vượt qua 50, một cái thấp nhất cũng là 45. Trong tiểu viện, đám Cố Vi Cố Lan nhìn ta, người nhìn ta, ta nhìn người, cũng không biết nên đánh giá thế nào. Bọn họ không thể xuống nơi mà nói hình dung gia tộc biến thái này. Thiệt thần, người không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Sư gia truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Người nói bọn người Diệp Mông. Diệp Thần trầm mặc, đám Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ quá cao đi, cao đến nẽ bất thường. Bất kỳ một tộc quần đỉnh phong nào cũng không thể thoáng cái ra đời nhiều siêu cấp thiên tài như thế. Ta có một cái suy đoán, sư gia nói. Chương 890, trò chút được sống phần 2. Có thể là thần hồn của bọn họ ảnh hưởng thể chất bọn họ, mới để bọn họ tinh hồn dung hợp độ cao như vậy. Hơn nữa một mình ngươi, tinh hồn dung hợp độ là không, đây là lẽ thường không cách giải thích. Ta cảm thấy hai người trong lúc đó có liên hệ kỳ diệu. Lời sư gia nhắc nhở Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ không của mình, mà đám Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ từng cái cao như vậy, chuyện này nhất định có chút nguyên nhân vô cùng đặc thù. Chẳng lẽ là thần hồn của mình tạo thành? Nghĩ tới cửu tinh thần bí trong đan điền mình không ngừng vận chuyển, tràn đầy huyền cơ ảo diệu. Bất kể thế nào, đám người Diệp Mông tinh hồn dung hợp độ cao là chuyện tốt. Hôm nay chuyện nơi đây, người nào cũng không để lộ bí mật ra ngoài. Diệp Thần nhìn quanh mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lăng Vũ. Lăng Vũ rất khó hiểu tại sao Diệp Thần không đem chuyện này công bố ra ngoài. Một khi công bố chuyện này, Diệp gia trong nhát biến thành gia tộc đỉnh của thiên nguyên đại lục, cho dù ai cũng không cách nào coi thường một cái siêu cấp thiên tài nhiều như vậy. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần có thể có một chút quyền hành cùng suy nghĩ của mình, hay là một chút cừu ra. Diệp Thần đại ca yên tâm, chúng ta là tuyệt đối không đối ngoại tiết lộ. Lăng Vũ vội tỏ thái độ. Đám người Cố Phi Cố Lam Nân Nam Tiếu Việt từng cái rối rít tỏ thái độ. Diệp Thần gật đầu, đám Cố Phi Cố Lan Diệp Thần còn là phi thường tín nhiệm. Về phần Lăng Vũ, Lăng Vũ hẳn thấy rõ tình thế. Hiện tại Lăng Vũ đã cùng hắn cột vào thuyền. Đối với Lăng Vũ hắn nói, cùng Diệp Thần đứng một bên tương lai là bất khả hạn lượng. Sở dĩ không đem chuyện này công bố ra ngoài cũng không phải là vì Diệp Thần có cừu sai ngại, mà là trên người mình có bí mật, vạn nhất bị hữu tâm nhân biết, mình có thể lợi dụng hay không. Mặc dù những cái chiến hoàng cấp kinh sợ đạo đỉnh luật pháp không đối thủ, không có động thủ, nhưng mà chiến hoàng thì sao, còn có thị thần, đây chính là tồn tại vượt xa luật pháp của thiên nguyên đại lục. Vạn nhất có người muốn nghiên cứu bí mật trên người mình, đem mình bắt làm chuột bạch thí nghiệm, mình có thể phản kháng sao? Diệp Thần đại ca, ngươi chuẩn bị an bài mấy vị huynh đệ thế nào? Lăng Vũ nhìn Diệp Thần hỏi. Nếu như không có công bố ra ngoài, bọn họ liền không cách nào đạt được đại chiến bộ chú ý, không có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng,
có tinh hồn dung hợp độ cao cũng là không có gì dung. Nếu đám Diệp Mông không chiếm được bồi dưỡng, nàng bố cảm thấy đáng tiếc. Không bằng như vậy, thúc phụ ta đang muốn chiêu thu mấy người đệ tử, nhưng mà khổ nỗi không tìm được có thiên phú, không bằng để cho mấy người Diệp Mông đầu nhập thúc phụ ta môn hạ. Diệp Thần đại ca thấy thế nào? Lăng Vũ nhìn Diệp Thần, lòng cuồng loạn. Chuyện này đối với Lăng Vũ mà nói quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thứ nhất, nếu mấy người Diệp Mông vùi đầu vào môn hạ thúc phụ, vậy hắn cùng Diệp Thần quan hệ càng chặt chẽ. Thứ hai, thúc phụ vẫn là tìm không được đệ tử giỏi. Mình đưa choán nhiều tinh hồn dung hợp độ vượt 50 như vậy, có thể làm thúc phụ vui vẻ. Diệp Thần nhìn đám người Diệp Mông, nếu mình cứ vậy đem đám người Diệp Mông đi, tương lai một đoạn thời gian dài vẫn là phải tiếp tục chủ tiện dẫn độ tộc nhân khác. Đám Diệp Mông liền không giúp đỡ được gì. Diệp Mông, Tuyệt Nhi, đại ca, nhị ca, tôi chuẩn bị đem các người bán, các người nguyện ý hay không? Diệp Thần nhìn đám người Diệp Mông hỏi. Bán? Có ý gì? Đám Lăng Vũ tất cả sửng sốt. Đám Diệp Mông nghe lời của Diệp Thần chẳng qua là hơi nghĩ liên hiệu rối rít nói. Nếu như có thể dẫn độ tộc nhân khác đem chúng ta bán, chúng ta cũng là nguyện ý. Còn có ta, ta tới đây cũng là muốn làm chút cống hiến. Diệp Thần huynh đệ đem ta bán đi, chỉ cầu có thể dẫn độ nhiều người tới đây. Kỷ Lôi một bên gấp giọng, Diệp Thần rõ ràng đem hắn làm ngoại nhân, hắn có thể nào là hoàn toàn không xuất lực. Còn ta đây, một bên Diệp Bình vội nói. Diệp Bình ở lại phụ giúp ta về phần 5 người các ngươi. Diệp Thần nhìn đám Kỷ Lôi. Ta dĩ nhiên không được các ngươi. Ai thu các ngươi làm đệ tử nhất định phải trả trước 5 ức ảnh kim tới dẫn ngươi. Hơn nữa, ta nói là đệ tử mà không phải là làm lô bộc. 5 ức ảnh kim mua một độ đồ đệ hẳn là tương đối đắt tiền. Nhưng đám người Diệp Mông bất đồng là bọn họ là siêu cấp thiên tài tinh hồn dung hợp độ 50 trở lên. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, quan hệ thầy trò là phi thường vững chắc, có thể so với phụ tử. Rất nhiều chiến hoàng cũng muốn tìm đệ tử thiên phú vô cùng cao minh tiến hành bồi dưỡng. Năm ức ảnh kim đối với chiến hoàng mà nói bất quá là lòng thành mà thôi, bọn họ là nguyện ý đưa ra. Diệp Thần đại ca, chỗ này ta lập tức có thể trả 25 ức ảnh kim. Lăng Vũ gấp giọng, 25 ức ảnh kim thì thế nào? Đối với hắn mà nói bất quá là tiền lẻ, nhưng mà có thể có được thúc phụ hoàn tâm, dù nó ra gấp 2 gấp 3 lần giá hắn cũng nguyện ý. Ta để Diệp Mông cùng Duyệt Tiền đi theo thúc phụ người, ba người khác cho dù người cho nhiều tiền hơn nữa cũng là vô ích. Ta chuẩn bị đi an bài bọn họ tìm những chiến hoàng khác làm sư phụ. Diệp Thần lắc đầu. Lăng Vũ khẽ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó kinh ngạc đột nhiên ngẩng đầu như có thầm ý nhìn qua đám Diệp Thần. Diệp Thần toan tính không nhỏ, năm tên siêu cấp thiên tài có thể an bài cho 2-4 hoàng chiến hoàng làm đệ tử, bởi vì quan hệ thầy trò vững chắc, Diệp Thần tương đương đồng thời leo đến 2-4 vị chiến hoàng. Chiến hoàng cương giả bản thân lực lượng ảnh hưởng là phi thường lớn, sau này Diệp Thần làm chuyện gì cũng dễ dàng. Lăng Vũ lòng biết vậy cho nên vô cùng kích động. Thực lực Diệp Thần càng cương đại, cùng nghĩa hắn cùng Diệp Thần ngồi một bên thuyền có thể có được trợ lực càng lớn. Dĩ nhiên lòng hắn có một cái chút áp lực lo lắng nhìn Diệp Thần nhìn không khá mình. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Thần là một người rất sảng giải đại khí, từ thái độ Diệp Thần đối đãi với đám cố phi cố lan có thể nhìn ra. Lăng Vũ hiện tại muốn chính là dùng nhập vào hội này, bởi vì hiện tại bọn Diệp Thần cố phi cố lan vẫn là đem hắn làm ngoại nhân. Diệp Thần đại ca, bọn người Diệp Mông ta phái người đi, ta tuyệt đối sẽ làm là vô cùng bí ẩn. Chương 891, bái sư phần 1. Lăng Vũ trịnh trọng nói, nhân mạch của hắn cực kỳ rộng lớn, có thể an bài làm chuyện này. Diệp Thần thoáng nhìn Lăng Vũ khẽ bất cảm nói, người tốt nhất phải một cái dòng chính tín nhiệm làm chuyện này, nói không chừng đã có người ở trong thủ hạ người sắp xếp gian tế. Nghe được lời Diệp Thần, Lăng Vũ như định liệu trước mỉm cười nói, Diệp Thần đại ca an tâm, ta đã biết bọn họ làm vùng chính là mấy người kia sớm có phòng bị. Lăng Vũ từ nhỏ trong đại gia tộc, kinh nghiệm những chuyện tình lừa người gạt ta, đối với người bên cạnh cực kỳ coi trọng, cũng không nhẹ nhàng bị lão đại cùng lão nhị đùa bỡn trong tay như vậy. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Diệp Thần gật đầu nói, tôi đáo Diệp Mông Diệp Tuyền có chút ít không bỏ, nhưng mà ánh mắt cũng mang tia kiên nghị. Vì gia tộc còn ở vào lúc lan nguy, bọn họ không có quá nhiều thời gian lê mê. Diệp Thần một mực lặng yên vì gia tộc làm việc, hiện nay cũng là phiền bọn họ một cái phần ra lực cho gia tộc. Chư vị mời theo ta. Lăng Vũ mang năm người Diệp Mông Diệp Tuyền rời tiêu viện. Trong mấy ngày kế tiếp, Lăng Vũ an bài đám người Diệp Mông Diệp Tuyền chia ra bí mật rời Yên Vân Tánh Thành, để cho thủ hạ mang theo bọn họ đi bái kiến chín hoàng. Tại phương bắc Thiên Nguyên Đại Lục,
có một tòa núi cao. Núi này quanh năm bị băng tuyết bao trùm, là một nơi cực khan. Người tu vị dưới thần hải cảnh căn bản không cách nào lên núi. Trong một sơn cốc tiếp cận đỉnh núi, một tòa băng cung hoàn toàn hàn băng cấu trúc thành, to lớn đứng sừng sững tại mạn thiên phi tuyết. Tại phong tuyết cao thét, nhiệt độ cực thấp, võ giả tới nơi là lạnh run, nhưng mà độ ấm bên ngoài cùng với tòa băng cung so sánh lại là sưng ra ôn hòa. Lúc này ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong băng thiên tuyết địa, chậm rãi tiếp cận tòa băng cung. Diệp Băng cùng Diệp Tuyền ở dưới sự dẫn dắt của thủ hạ đạo huyền cảnh võ giả của Lăng Vũ leo lên tòa núi cao. Nếu không phải có vị đạo huyền võ cảnh bọn họ khởi động phòng hộ cấm chế, hai người bọn họ sớm thành trở thành tượng băng. Phải biết rằng coi như là thần hải, thậm chí thần huyền cấp bậc tới đây cũng bị giá lạnh đông cứng, huống chi Diệp Băng cùng Diệp Tuyền tu vị thấp như vậy. Diệp Băng cùng Diệp Tuyền nhìn xung quanh hết thảy, mấy ngày này cùng nhau đi tới, cùng bọn hắn tăng trưởng không ít kiến thức, đối với thiên nguyên đại lục cũng là nhiều hơn. Xa xa chứng kiến tòa băng cung biến mất bên trong băng thiên tuyết địa kia, bất kể Diệp Mông hay Diệp Tuyền nội tâm là kích động, đồng thời lòng có vài phần kính sợ, không biết sư phụ bọn hắn là người dạng gì, người tới từ phương nào. Một thanh âm băng hàn trang nghiêm ở trong băng tuyết vang, thanh âm như là uyển thiên thần chi âm ở sân cốc quanh quẩn. Ba người Diệp Mông cảm thấy một cỗ khí tức cường đại đập vào mặt, phảng phất đối phương chỉ cần nhúc nhích ý niệm trong đầu liền có thể để cho bọn hắn mệnh tàng tại chỗ. Cảm nhận được đối phương tản mát ra uy nghiêm, vị đạo huyền võ giả kia sắc mặt biến hóa, lập tức đối với băng cung ở trong băng tuyết kia xa xa quỳ, ngữ khí thập phần cung kính nói: "Tôn kính Tuyết Hoàng đại nhân, ta là thủ hạ Lăng Vũ đại nhân." Thấy vị đạo huyền võ giả như vậy, Diệp Băng cùng Diệp Tuyệt cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống. Nghe nói là người Lăng Vũ khí tức kiếp người của Tuyết Hoàng lụi một ít, thanh âm hòa hoãn rất nhiều hỏi: "Các người tới đây làm chuyện gì?" Lăng Vũ đại nhân nói: "Hắn thay Tuyết Hoàng đại nhân tìm hai người đệ tử, vì vậy để cho ta mang bọn họ tới yết kiến Tuyết Hoàng đại nhân." Đạo huyền võ giả kia lập tức đáp: "Hai người đệ tử, tu vị của bọn hắn ngay cả thần hải cũng không tới." Thanh âm Tuyết Hoàng hư vô mơ mịt truyền, mang theo một tia đạm mạc: "Tuyết Hoàng đại nhân, mặc dù tu vị bọn hắn ngay cả thần hải chưa tới, nhưng bọn họ đều là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt quá 50 Đạo huyền võ giả kia tranh thủ thời gian giải thích: "Thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 Tuyết Hoàng tựa hồ có chút không tin. Lát sau chỉ thấy bên trong băng tuyết đầy trời hai quả tinh hồn kết tinh hướng Diệp Mông Diệp Tuyền rơi vào. Ở trước người Diệp Mông cùng Diệp Tuyền tách ra hào quang cho mắt. Tinh hồn dung hợp độ 53 và 56, quả nhiên là thiên tài vượt qua 50 trở lên. Rồi Tuyết Hoàng nội tâm cũng không khỏi khiếp sợ. Thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 50 sẽ bị đại chiến bộ thu hồi. Tuyết Hoàng đập lập với tất cả đại chiến bộ, muốn tuyển nhận đệ tử tinh hồn dung hợp độ 50 trở nên là phi thường khó. Mà Lăng Vũ rõ ràng thoáng giúp hắn tìm được hai cái. Mặc dù Diệp Mông cùng Diệp Tuyền ngay cả thần hải chưa tới, đối với Tuyết Hoàng mà nói, đem Diệp Mông cùng Diệp Tuyền tăng đến thần hải cảnh chỉ là thời gian ngắn. Diệp Mông cùng Diệp Tuyền tu vị thấp càng chứng minh Diệp Mông cùng Diệp Tuyền còn không có bị đánh lên lạc ấn thế lực khác. Lại để bọn hắn vào đi, trở về truyền cáo Lăng Vũ, chuyện này hắn làm được rất không tồi. Giọng nói Tuyết Hoàng lộ ra vài phần tán thưởng nói. Vị đạo huyền võ giả kia sắc mặt vui hơn, khom người xác nhận, sau đó hướng Diệp Mông Diệp Tuyền chắp tay: "Nhị vị, ta trước tiễn tới nơi đây, chúc nhị vị tiền đồ như gấm." Vị đạo huyền võ giả kia chất để phòng hộ bao phủ trên người Diệp Mông cùng Diệp Tuyền, vì tuyết đầy trời lập tức rơi. Diệp Mông cùng Diệp Tuyền thấy phòng hộ cấm chế triệt hồi, căn bản làm tốt chuẩn bị đối mặt giá lạnh, nghĩ không tới vì tuyết kia rơi lại ở trên mặt trên người bọn hắn, nhưng lại không cảm thấy giá rét, ngược lại nhìn gió xuân quất vào mặt, bọn hắn không khỏi lộ ra cái tia thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn hướng băng cung xa xa nhìn lại, cái băng cung to lớn hiện ở hình dáng tráng lệ, tệ như là một cái tiên cung đang mở rộng cửa cùng chờ bọn hắn vào. Băng tuyết trên ngọn núi đều là nhận lết tuyết hoàng khống chế, cho nên bọn hắn mới là không cảm giác rét lạnh. Nội tâm Diệp Mông cùng Diệp Tuyền đối với sư phó tương lai là tràn đầy kính sợ. Băng cung thần bí phía trước không biết là rốt cuộc thế nào. Diệp Mông cùng Diệp Tuyền nhìn nhau, đôi mắt hai người hiện lên một cái tia kiên định chi sắc. Ở bên trong băng tuyết nhắm mắt theo đuôi hướng băng cung đi tới. Chớp mắt thời gian, bóng lưng Diệp Mông cùng Diệp Tuyền biến mất bên trong băng tuyết. Trên tuyết kia lưu lại dấu chân thật dài cũng là nhanh bị băng tuyết bao bọc. Chương 892 Bái sư vận hai. Vị đạo huyền võ giả kia một mực đưa mắt nhìn Diệp Mông Diệp Tuyền biến mất trong băng tuyết.
lúc này mới đối với bằng cùng kính hành lễ. Sau đó xoay người ly khai. Diệp Thần và Yên Vân Tánh Thành rất nhanh lấy được tin tức Diệp Băng cùng Diệp Tuyền bái nhập Tuyết Hỏa môn hạ. Diệp Băng cùng Diệp Mục bái hồng nhập Càn Hoàng môn hạ. Về phần Kỷ Lôi bái nhập sư tộc là Hỏa môn hạ. Mấy vị chiến hoàng cấp cao thủ này đều là độc lập tất cả đại chiến bộ, tự lập môn hộ. Trong đó Tuyết Hoàng cùng Càn Hoàng một mực không có đệ tử thích hợp. La Hoàng thủ hạ chỉ có một vị đệ tử tinh hồn dung hợp độ đạt 50 trở nên. Bọn hắn là bức thiết cần chuyên nhân phù hợp. Nhưng mà thời điểm bọn hắn lựa chọn đệ tử, điều kiện là phi thường hà khắc. Đã gia nhập qua chiến bộ, bị tất cả đại chiến bộ đánh lên lạc ấn đệ tử, bọn họ không thu được. Biết rõ Diệp Mông, Diệp Tuyền, Diệp Băng, Diệp Mộc cùng Kỷ Lôi đã có lời đi tốt, Diệp Thần coi như yên lòng. Hắn ấy 250 triệu ảnh kim, tăng đến gần đây mua bán, nhà cửa không ít. Diệp Thần gom được 3 tỷ 5 ảnh kim, lập tức để cho bọn người cố phi cố lan đi Đông Đại Lục, dẫn độ càng nhiều người tộc xa Diệp ra tới. 3,5 tỷ có thể dẫn tới 350 người đến Thiên Nguyên Đại Lục. Ngay thời điểm Diệp Thần vội vàng chủ bị tài chính dẫn độ tộc nhân, trong tử quán nhất ngôn chuyển đến một cái trận thanh âm quát mắng kịch liệt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đám thủng cơm một ít chuyện này cũng làm không được. Nhất ngôn giận dữ kìm không được chửi bới. Mấy ngày nay hắn là không ngừng gom góp tài chính. Sau dư huyễn lại là phái ba nhóm đội ngũ tiến về Đông Xuyên Đại Lục. Nhưng mà ba nhóm đội ngũ kia sau khi ra ngoài ngay cả tin tức liền là vang về cũng không có. Nhóm thứ nhất là hai thần hải, nhóm thứ hai là năm thần hải, đợi nhóm thứ ba là một thần huyền hai thần hải. Vì thế nhất ngôn cơ hội là tiêu hào hết vốn lưu lộng. Thế nhưng mà từng đám đội ngũ này tiến về Đông Đại Đục, tất cả không có tin tức, không ai phản hồi. Nhất ngôn lập tức nghi hoặc, vì cái gì ngay cả thần huyền cảnh cũng là đi không về? Chẳng lẽ Diệp Thần tại Đông Đại Lục có thể ẩn phục cường giả siêu việt thần huyền cấp sao? Nhất ngôn huynh, vừa rồi truyền tới tin tức bên Diệp Thần gom góp 3,5 tỷ tài chính chuẩn bị quy mô dẫn độ tộc nhân quán tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Từ Thanh bên ngoài vội vã tiến tới, thấy Nhất Ngôn nhíu mày nói 3,5 tỷ ảnh kim. Nhất Ngôn ngược lại hút một hơi khí lạnh khó có thể tin, hắn ở đâu kiếm nhiều tiền như vậy? Cho dù Diệp Thần đối ngoại bán rất nhiều nhà cửa, nhưng Nhất Ngôn cùng Từ Thanh tính qua, Diệp Thần tới tay không quá đáng là 1 tỷ ảnh kim. Diệp Thần rõ ràng duy nhất một lần lấy ra 3,5 tỷ, cái này để cho Nhất Ngôn có bất ngờ. Đây chính là trọn vẹn 3,5 tỷ ảnh kim a. Còn như Nhất Ngôn đem tất cả thổ địa trong tay điều bán, cũng là gom không ra nhiều tiền như vậy. Giờ theo Lăng Vũ khai ra giá đất, thổ địa quán tổng giá trị không quá đáng là 250 triệu ảnh kim. Thổ địa trong tay Từ Thanh nhiều mới trị giá khoảng 3,5 tỷ ảnh kim. Nghe nói Diệp Thần bán đi 6 kiện đạo khí cho Lăng Vũ, mỗi kiện đạo khí bán ra là 300 triệu ảnh kim. Từ Thanh nói, Từ Thanh không biết là chuyện mua bán đạo khí hoàn toàn giả dối hư ảo, là Lăng Vũ bịa đặt để cho thủ hạ cố ý chuyển bá ra ngoài. Thế nhưng Từ Thanh biết rõ tin tức liền là tin thật. Dù sao Diệp Thần lăng không nhiều hơn nhiều tiếng như vậy là sự thật. Một kiện đạo khí bán 300 triệu ảnh kim, đây là nghe ai nói? Nhất Ngôn nhíu mày, trên thị trường một kiện đạo khí ít nhất là giá trị 1 tỷ trở lên. Nghe thủ hạ Lăng Vũ nói, gần đây một thời gian ngắn Lăng Vũ cùng Diệp Thần có chỗ tiếp xúc. Từ trên người Diệp Thần buôn bán lời không ít tiền, cho nên quan hệ là hai người hòa hoãn không ít. Từ Thanh đem tin tức mình lấy được nói cho Nhất Ngôn. Lăng Vũ là thương nhân, từ trong tay Diệp Thần dùng giá thấp mua nhiều đạo khí như thế, quan hệ hai người có thể không hòa hoãn sao? Tiểu tử Diệp Thần kia từ chỗ nào lấy được nhiều đạo khí như vậy? Còn có trên tay hắn những cái nhân phẩm tự mà chiến giáp tới kia có chút kỳ quặc. Nhất Ngôn chậm mặc lại rồi nói, hẳn là tiểu tử Diệp Thần kia từ Đông Đại Lục phát hiện bảo tàng. Từ Thanh nội tâm kích động, có khả năng này. Nhất Ngôn trầm giọng, đạo khí cùng nhân phẩm tự mà chiến giáp trong tay Diệp Thần có lẽ là tới từ Đông Đại Lục. Chẳng lẽ chúng ta muốn đích thần tiến về Đông Đại Lục một chuyến? Từ Thanh trầm mặc một lát hỏi, trước kia chúng ta phái thần huyền tu vị đi qua cũng vẫn là bị chết ở Đông Đại Lục. Có thể thấy được tiểu tử Diệp Thần kia tại Đông Đại Lục vẫn là có chỗ kinh doanh, trừ khi chúng ta tự thần xuất mã, nếu không sợ là căn bản đối phó không nổi hắn. Nếu muốn chúng ta tự thần xuất mã, dùng cảnh giới chúng ta đi qua Thiên Nguyên Đại Lục, mất giá là 200 triệu ảnh kim, hai người lại là 800 triệu. Nhất Ngôn chờ một lát nói ra, tình hình kinh tế của hắn quả quyết không có nhiều như thế. Chúng ta tiêu hết 800 triệu, chỉ cần có thể trước khi tộc nhân Diệp Thần tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục chặn đứng bọn hắn, 3,5 tỷ ảnh kim trong tay bọn họ liền quy về chúng ta. Trong mắt Tử Thành tinh quang chợt lóe, có chút hưng và nói, sau khi hắn nhận được tin tức, tìm cách thật lâu dây tính toán như vậy, cho dù là Đông Đại Lục cũng không có bảo tàng, bọn hắn cũng là không lỗ. Người có biết rõ tin tức bọn hắn lúc nào xuất phát không? Nhất Ngôn cũng có một ít tin động, nếu như có thể thành công, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là mua bán chỉ có lợi nhuận. Chỉ là Diệp Thần chỗ đó
có thể trọn vẹn 3,5 tỷ ảnh kim. Đương nhiên, theo đoán mua một người thủ hạ Diệp Thần, ngay cả chỗ Lăng Vũ cũng có. Tử Thành cười thần bí, có chút tự đắc. Nhưng mà ra vào Thiên Nguyên Đại Lục ít nhất là 800 triệu ảnh kim, chúng ta muốn từ nơi nào đạt được khoản lớn tiền như vậy? Nhất Ngôn yên lặng nhìn Tử Thanh. Ý của ngươi là đem lãnh địa bán cho Lăng Vũ? Đúng vậy à? Cũng chỉ có thể trước thế chấp cho Lăng Vũ, tìm Lăng Vũ mượn. Tử Thanh cười nhạt một tiếng nói, tuy Lăng Vũ cùng Diệp Thần một chỗ lui tới, nhưng cũng không quá đáng là giao dịch vài ba món đạo khí. Muốn nói giao dịch khẳng định không có thâm hậu như vậy, chúng ta dùng lãnh địa làm thế chấp, tiềm Lăng Vũ vay tiền tuyệt đối không có vấn đề, cũng lắm đưa choán một ít tiền lãi là được. Chờ chặn đứng tiền của Diệp Thần, chúng ta lập tức có thể đem tiền trả hết, còn có thể kiếm một số lớn.